Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 3 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 74. Thực hành xem đồng hồ. Tiếp theo bài số 1. Mỗi đồng hồ sao chỉ mấy giờ? Đồng hồ này là đang chỉ là 5 giờ, nhưng mà chỗ này cái kim là nó lỡ giữa thì chúng ta sẽ xem kỹ coi từ nó nằm ở chỗ nào, bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái thước nè, chúng ta để xem ở chỗ nào. Đây, ngay chỗ này, ngay chỗ này thì đây là 5 giờ 5 này, 6, 7, 8, vậy là 5 giờ 8 phút. Còn này là 11 giờ, đây là 20, 21. Nè, nếu như chưa nhìn kỹ thì chúng ta sẽ để cái thước này, chúng ta thẳng với là cái này, nó xuống ngay chỗ này, đó, nó xuống ngay chỗ cái vạch này. Đấy, là 11 giờ 21 phút. Đây là 9 giờ. 9 giờ đây là 4 phút, tới đây là 5 phút mà đây là 4 phút. Đây là 9 giờ 4 phút. Chúng ta qua bài này. Này là 8 giờ 15 phút. Cái này là 11 giờ. Bây giờ đây là 50 này. Đây ngay chỗ này. 50, 51, 52, 53. 53 phút. Cái này là 6 giờ 30, 35, 40. Hết mực. 40 phút. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Nói mỗi đồng hồ sao với cách đọc tương ứng. Đây là 2 giờ. 2 giờ mấy đây? 5, 6, 7. Này vào đây. Cái này là 12 giờ 35 phút. Đây. Cái này là 9 giờ kém hay là 8 giờ 50, 51, 52. À. Như vậy thì cái này mà không có 9 giờ 52 mà là không có 8 giờ 52 mà 9 giờ kém. Đây, có cái này là 9 giờ kém nè. À, 9 giờ kém là kém 8 phút. Đây là 5, 6, 7, 8. Cái này vào đây. Cái này là 7 giờ 20 nè. 21, 22. À, 7 giờ 22 phút. Cái này là 10 giờ kém 15 phút. Này vào đây. Cái này là 11 rưỡi. 11 rưỡi hay là 11 giờ 30 phút á. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Bài số 3 này người ta yêu cầu là nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Trong này là buổi chiều hoặc là buổi tối thôi nha, chứ không có buổi sáng. Cái đồng hồ này là đồng hồ cơ, còn này là đồng hồ điện tử. À, cái này nó thể hiện khi mà nhìn vào đây thì chúng ta không có biết là nó là giờ sáng hay là giờ tối. À, nhìn vào đồng hồ này chúng ta không có biết, nhưng chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết 18 giờ, 13 giờ tới đây nó là buổi chiều. À, đây 13, 18, 14, 20, 17, 19. À, buổi chiều, buổi tối. Rồi chúng ta xem cái đồng hồ này nè. Đây là nói về buổi chiều hoặc là buổi tối thôi nha. Đó, buổi chiều hoặc tối. Như vậy chỗ này thì là gì đây? Cái này là 8 giờ 35, 36. Này là 8 giờ là bao nhiêu đây? 10,
13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 giờ. À, 20 giờ này là 36 phút. Chúng ta đi tìm cái 20 giờ 30 phút, 6 phút. Đây này, 20 giờ 36 phút này. À, cái này đây là 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 giờ 15 phút này vào đây. Cái đồng hồ đây là 12, 13, 14, 15. 15 này mà này chưa tới 15 giờ này là thành là 12 giờ. 12 giờ này là 30, 35, 40, 45. Như vậy là 10 này là 14 giờ. 14 giờ 45 phút đáp án này. Đây là 12, 13, 14 này, 14 giờ. Đây là 30, 35, 40, 45. Vậy là 14 giờ 45 phút. Bài này là 7 giờ là 19 giờ. À, đây 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 giờ. 19 giờ là 7 giờ tối. Bài này. Đây là còn 10 phút nữa là tới 18 giờ. Đây là 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy thì chúng ta sẽ tính là 17 giờ. 17 giờ đây là 50. Đây, 17 giờ 50 phút. Rồi, cái này là đây là 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 giờ 21, 22, 22 giờ 22 phút. Rồi đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Quan sát tranh vẽ rồi trả lời các câu hỏi. Câu A. Lan vẽ tranh trong thời gian bao nhiêu phút? Rồi từ đây tới đây là như vậy, chỗ này thì chúng ta thấy là 10 giờ kém, mà 10 giờ kém chỗ này là 5, 10, 15, 20, 25 phút. Cái này là 10 giờ kém nè, 10 giờ kém. Rồi như vậy thì cái kim này nó tới ở đây. Tới đây, đây. Đây là 10 giờ kém đúng không? Đây. Cái kim này nó ở chữ số 12 đúng không? Đây là 5 phút, 10 phút, 15, 20, 25 phút. Như vậy này là 25 phút. À, trả lời là 25 phút. À, là vẽ trong thời gian là trong thời gian 25 phút. Này là 10 giờ là kết thúc, à 10 giờ. Còn này là 10 giờ kém. Kém như là đếm ngược lại 5, 10, 15, 20, 25. Kém 25 phút. Vậy từ 10 giờ kém 25 phút tới 10 giờ thì là vả 25 phút. Nó qua tiếp theo là bài B. 2 bố công đã làm bánh trong thời gian bao nhiêu phút? Rồi, từ đây là 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi tới đây là cái công đoạn này là viên bánh, đây là luộc bánh, đây là vớt ra. Rồi từ đây cái công đoạn này là qua đây là bao nhiêu đây? Từ 4 giờ rưỡi mới tới là 5 giờ kém 10. Như vậy là từ đây nè. Từ đây mà tới số 10 đúng không? 5, 10, 15, 20. Như vậy là từ đây qua đây là hết là 20 phút. Rồi, 20 phút. Rồi, từ đây qua đây bao nhiêu phút đây? Qua tới số 1 đúng không? 5, 10, 15 phút nữa. Từ đây qua đây là 15 phút nữa. Và chúng ta sẽ cộng hai cái khoảng thời gian này lại. Rồi. Khoảng thời gian này lại là 10, 20 với lại 15 là 35 phút. À, từ tới từ bánh mà luộc chín thì nó là 35 phút. Đây là trong thời gian 35 phút.
Chúng ta qua tiếp theo là bài số 5, trò chơi đố bạn. Kim Phúc đang ở chỉ vào là số 7, đố bạn sau 10 phút nữa thì Kim Phúc chỉ vào số mấy. Kim Phúc chỉ vào số 9. Rồi chúng ta xem này. Bây giờ Kim Phúc đang chỉ vào số 7. Kim Phúc đang chỉ vào số 7. Rồi. Số 7 là đây. Số 7. Đố bạn sau 10 phút nữa thì Kim Phúc chỉ là số mấy. Như vậy là đây là 5, 10. Vậy thì Kim Phúc nó sẽ chỉ số 9. Vậy bạn này là Kim Phúc chỉ vào số 9. Rồi. Em viết viết số em vừa đố bạn vào chỗ chấm. Kim Phúc đang chỉ vào số chấm chấm, sau 10 phút nữa thì Kim Phúc chỉ vào số mấy. Rồi bây giờ chúng ta không lấy là cây kim chỉ số 7. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ lấy cây kim là đang chỉ số 1. Rồi. Chỉ số 1. Rồi, chỉ vào số 1. Thì sau 10 phút nữa thì cây kim sẽ chỉ vào số 3. Rồi. Đây là 5, 10 thì chỉ vào số 3. Hoặc có thể là chúng ta sẽ chọn chẳng hạn như là cái số 4 này. Số 4. Số 4 ở đây. 10 phút nữa là nó sẽ chuyển qua là số 6. Đó là số 6. Tùy ha. Các em muốn chọn sao chọn. Nhiều cách chọn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.